Đầu xuân năm mới mừng thọ. Hôm nay ngày 11 tháng 2 năm 2016, tức ngày 4 tháng 1 năm Bính Thân. Năm nay ông Nguyễn Văn Diệu và bà Nguyễn Thị Dậu, hai ông bà chúng tôi được mừng thọ tuổi 80. Kính thưa các ông các bà, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền toàn thể, kính thưa các vị đại biểu tân quý khách xa gần, kính thưa Hội Đồng Ngũ Quân Tình Nguyện Việt Lào, kính thưa Ban Di tích, Ban Tế, Hội Hưu xã, kính thưa toàn thể nhân dân trong thôn, trong xã Quất Liêu, kính thưa các ông bà thông gia, kính thưa họ hàng nội ngoại, cô dì chú bác cùng các con các cháu. Hôm nay tôi rất vinh hạnh, hai ông bà chúng tôi nhờ ơn phúc lộc tổ tiên, nhờ ơn trời đất thiên nhiên ôn hòa, hai ông bà Diệu Dậu chúng tôi năm nay được mừng thọ tuổi tròn 80 xuân. Gia đình chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp các cụ, các vị đại biểu, các vị tân quý khách, họ hàng nội ngoại, bạn bè, làng xã, gia đình, con cháu về đông đủ. Hôm nay đến chúc mừng, động viên chung vui cho hai ông bà cùng gia đình chúng tôi. Tôi thay mặt cho gia đình xin nhiệt liệt, chân thành cảm ơn sự có mặt đông đủ của các vị đại biểu và mọi người hôm nay. Nhân dịp đầu xuân Bính Thân 2016, xin kính chúc các vị đại biểu, tất cả mọi người đầu xuân năm mới được luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và cho tôi chuyển lời tới gia đình các đại biểu, sang năm mới, gia đình được luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Vậy tôi có mấy lời chúc mừng sau đây. Mùa xuân mừng thọ, xuân này đẹp lắm Xuân ơi, mùa xuân đến với lòng người, lòng ta. Mùa xuân cây trái nở hoa, tiết trời dịu mát, chan hòa niềm vui. Kính chúc các cụ cùng các vị đại biểu, cùng tất cả mọi người có mặt hôm nay, sang năm mới được mạnh khỏe, hạnh phúc, tươi vui. Về đây, mừng cho hai ông bà chúng tôi năm nay được mừng thọ tuổi tròn 80 xuân. Nhờ ơn trời đất thiên nhiên ôn hòa, nhờ ơn công đức mẹ cha, nuôi con khôn lớn kết hoa trưởng thành, lớn lên bởi có nghĩa tình quê hương. Trải qua năm tháng gió sương, tôi xin ôn lại chặng đường đã qua. Lúc sinh thành mẹ cha nuôi dưỡng, mong con lớn khôn hiếu nghĩa vẹn tròn. Công ơn cha mẹ con xin ghi tạc, dưới suối vàng cha mẹ nghỉ yên. Điểm đến hôm nay 80 xuân tôi đã làm gì? Xây dựng gia đình giúp đỡ mẹ cha. Khi lớn lên tôi được ăn học thành người. Năm 16 tuổi tôi ra đi làm cách mạng, đi dân công chiến dịch Điện Biên. Năm 17 tuổi tôi bị kẻ thù giặc bắt, chúng giam cầm tại Thành Đỏ, Phúc Yên. Tôi không khai, tôi vẫn giữ niềm tin. Năm 18 tuổi bao gian truân khổ ải, hoàn cảnh gia đình đang bị thiếu ăn, với gánh hàng nặng trĩu đôi vai, từ Thanh Na, Kim Trận đến Thái Nguyên, tôi vẫn vẹn tròn để gia đình có công ăn sinh sống. Năm 20 tuổi tôi trưởng thành khôn lớn, xây dựng gia đình giúp đỡ mẹ cha, cùng với các em ăn ở thật chan hòa. Nhưng tổ quốc miền Nam quân thù còn chia cắt, tuổi thanh xuân tôi tình nguyện lên đường, để lại đằng sau bố mẹ già con dại, gác tình riêng trao lại người thương. Tôi ra đi giết giặc lập công, giúp Lào đánh Mỹ 4 năm ở chiến trường, 4 năm chiến đấu ngoan cường, làm sướng với đất chiến trường gian nao. Đồng chum xiêm khoảng mường xài, lá vang cổ sủng những ngày gian nao. Mưa bom bão đạn thét gào, chiến trường ác liệt gian nao đã từng. Những ngày khói lửa là những ngày thử thách, tôi được đảng và quân đội tin tưởng trao cho tôi. Người đảng viên, người chỉ huy trung đội, tôi đã chỉ huy chiến đấu lập công ở mặt trận Mường Hùn nước bạn Lào. Chiến công vang dội nẫy nừng, địch thua bỏ xác quân mình thắng to. Huân chương Đảng Bác trao cho, xứng danh người lính Cụ Hồ hôm nay. Vinh quang hạnh phúc tự hào, những ngày sống chiến đấu ở chiến trường nước bạn, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế giao. Ngày trở lại Điện Biên D3S316, tôi được đảng và quân đội cho ra quân chuyển vùng về công tác tại quê nhà, nhà máy cơ khí Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, được anh em bè bạn mến yêu, được cấp trên giúp đỡ mọi điều, cho ăn học bổ nhiệm nhiều chức vụ, đảng ủy viên trưởng phòng nhà máy, được anh em đồng đội tin yêu. Tôi đã hoàn thành và làm nhiều việc tốt, gần 40 năm công tác chiến đấu liên tục, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trên giao, được đảng và chính phủ quân đội truy tặng một huân chương kháng chiến hạng nhì, một huân chương chiến sĩ vẻ vang, một huân chương quốc tế giúp Lào đánh Mỹ, được huy hiệu 40, 50 tuổi đảng, được ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Truy tặng, tôi phấn đấu 65 là chiến sĩ thi đua của tỉnh Vĩnh Phú năm 1967 đến năm 1972 và còn nhiều phần thưởng giấy khen khác. Những thành tích và chỗ dựa cho tôi yên tâm công tác, phải nói đến công lao to lớn của người vợ hiền ở hậu phương đã đảm đang việc nhà việc nước, nuôi dạy các con ăn học lớn khôn trưởng thành, giúp đỡ bố mẹ là động viên chồng ở ngoài tiền tuyến. Bà còn đảm đang tham gia công tác xã hội đoàn thể, làm đội trưởng sản xuất hợp tác xã nông nghiệp trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và đánh Mỹ, cũng như trong hòa bình xây dựng kinh tế. Bà là người vợ thật sự đảm đang xây dựng quê hương, xây dựng gia đình hạnh phúc. Bà đã nuôi dạy các con trưởng thành khôn lớn. Đó là sự đóng góp to lớn của bà cho gia đình, cho quê hương, cho dòng tộc. Giờ đây tôi tuổi đã cao, lắm công tác đã đủ. Tôi được Đảng và Nhà nước cho nghỉ chế độ hưu, về tại quê nhà, thôn núi Quất Điêu. Những ngày về sống tại quê nhà, tôi thật sự sống như câu ca đã hát. Quê hương là chùm khí ngọt, nó tha thiết yêu thương với quê hương làng xóm. Nhưng với tinh thần người đảng viên, người cộng sản, người cán bộ, được nhân dân và chi bộ tin yêu, bầu tôi làm bí thư chi bộ suốt 12 năm, công tác bí thư chi bộ và công tác quản lý di tích đình chùa của xã Quất Liêu. Tôi đã hết lòng phục vụ đảng, phục vụ nhân dân, xây dựng đảng và quần chúng vững mạnh, xây dựng quê hương điện đường biến xóm được khang trang, cao sạch đẹp. Quê hương được đổi mới, xóm làng được yên vui, xây dựng chi bộ thôn núi nhiều năm đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. Tôi cùng chi bộ xây dựng và kết nạp được nhiều đảng viên mới. Nay đã có nhiều đồng chí đã trưởng thành, tiến bộ. Đó là những đóng góp của bản thân cho quê hương, cho làng xóm thân yêu. Ngày càng được đổi mới và hạnh phúc trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, tôi đã tình nguyện lên đường vào quân đội cùng với 4 người con trai, kể cả gia đình là 5 người vào quân đội đi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Nay đã hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và chính phủ quân đội ghi nhận. Đó là sự hy sinh, đóng góp cho Đảng, cho Tổ quốc. Giờ đây đất nước được độc lập, hòa bình, quê hương gia đình được ấm no, hạnh phúc. Những ngày sống, chiến đấu, công tác, học tập, tôi rất tự hào vì tôi đã làm được nhiều việc tốt cho Đảng, cho Tổ quốc, cho nhân dân. Tôi được mọi người yêu thương, quý trọng. Suốt trong quá trình chiến đấu, công tác, học tập, tôi không có gì sai sót lớn. Đó là điều vinh dự cho bản thân tôi và gia đình, quê hương, làng xóm. Tôi nói về phần bản thân, hai ông bà chúng tôi, hai vợ chồng tôi sinh ra được 6 người con, 4 trai, 2 gái vuông tròn đủ đôi. Dâu hiền dễ thảo hạnh phúc lắm rồi, cháu nội, cháu ngoại, cuộc đời đẹp sao. Nhưng với tinh thần người đảng viên, người cộng sản, tôi luôn luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, luôn quan tâm đến tình cảm, tình yêu thương, quan hệ tốt với mọi người, kính trên, nhường dưới, bình đẳng với quần chúng, hết lòng phục vụ cho gia đình, làng xóm, quê hương, để mong được sống vui, sống khỏe, để tâm hồn trẻ mãi không già. Luôn quan tâm đến con cháu, lao động, học tập, tiến bộ, động viên gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước, gia đình làm giàu chính đáng, gia đình không có các tệ nạn xã hội, gia đình hiện nay hàng năm liên tục là gia đình đạt văn hóa, gia đình phấn đấu theo cơ chế đổi mới, gia đình và các con đã có nhà ở khang trang, gọn, sạch đẹp, có ô tô, xe máy, tivi, tủ lạnh và nhiều phương tiện đắt tiền khác, đời sống gia đình giờ được nâng lên, thật sự gia đình được ấm no hạnh phúc, trải qua 8 mùa xuân đầy bão táp mưa sa, nhưng cũng là để lại cho tôi bao điều kỳ diệu, mà những điều mà tôi cũng chưa dám nghĩ tới, đó là vươn trải trong cuộc đời, trong chiến đấu, trong lao động, trong học tập. Tôi đã lập lên bao chiến công, cũng như làm kinh tế, kể cả những năm tháng đánh giặc vào đánh Mỹ. Chính vì những thành tích đó mà tôi đã được Đảng, Chính phủ, quân đội, kể cả lớp bạn nào, đã tặng thưởng cho tôi nhiều phần thưởng cao quý. Đó cũng là sự cố gắng vươn lên của bản thân, để đền đáp công lao của Đảng, của Chính phủ, của quân đội nhân dân Việt Nam đã dạy dỗ cho tôi nên người có ích. Trải qua 5 tháng cuộc đời,
tám mùa xuân đã đến, cuộc đời hạnh phúc đẹp làm sao, tình chồng giữa vợ biết bao ân tình, vui sao hạnh phúc gia đình, cháu con khôn lớn gia đình yên vui, cuộc đời hạnh phúc đẹp tươi, gia đình hạnh phúc cuộc đời đẹp sao. Thật lòng tôi thấy tự hào, cháu con khôn lớn đẹp sau tuổi già, mùa xuân năm tháng rồi ắt phải đi qua, tuổi xuân rồi ắt phải đến tuổi già, mái đầu điểm bạc chan hòa niềm vui. Tôi xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, các vị đại biểu, tân quý khách, bạn bè, đồng chí, đồng đội, quê hương, làng xã, họ hàng, con cháu nội ngoại, đầu xuân năm mới Bính Thân 2016 được luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Cho phép tôi thay mặt cho gia đình một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các quý vị đại biểu và mọi người đã không quản đường xá xa xôi, đã bớt chút thời gian vàng ngọc về động viên chúc mừng cho hai ông bà chúng tôi. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn Quất Niêu ngày 4 tháng 1 năm 2016, Bính Thân, Nguyễn Diệu.